Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Sau Hoa và ngày hôm nay sẽ có những thông tin thú vị nào, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. La Giải Trí Hoa Ngữ vốn là nơi sở hữu rất nhiều những mỹ nhân có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chính vì vậy mà có rất nhiều các cuộc tranh luận về nhan sắc, thần thái, khí chất, vóc dáng cũng như là phong cách thời trang của các nữ minh tinh Hoa Ngữ và được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Và mới đây thì có một chủ đề xôn xao khắp các mạng xã hội, đó chính là tấm lưng trần của các mỹ nhân showbiz. Và sau khi xem qua loạt ảnh đã được tổng hợp thì netizen khó lòng nhận ra được ai mới là người đẹp nhất vì kẻ tám lạng người nửa cân. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong sự kiện một nhãn hàng cao cấp mà cô làm đại diện ở Trung Quốc, từng gây sốt mạng xã hội vì tấm lưng trần mảnh mai và quyến rũ. Angela Baby cũng không kém cạnh khi diện chiếc váy khoe khéo lưng ong và làn da trắng mịn không tì vết. Tuy nhiên thì tất cả đều phải chịu thua trước thần tiên tỷ tỷ Lưu Dược Phi đã khiến netizen Trung Quốc điên đảo một thời. Nữ diễn viên được khen ngợi với vẻ đẹp thoát tục khi khoe khéo lưng trần và vòng eo con kiến đáng ghen tị. Chị Sảng cũng từng khoe tấm lưng trắng nõn khi diện chiếc váy nơ, so với các đồng nghiệp thì cô lại hướng đến vẻ ngọt ngào đáng yêu hơn là gợi cảm. Địch Lệ Nhật Ba không cần diện váy đầm cầu kỳ nhưng vẫn khoe được tấm lưng và vòng eo săn chắc. Xuân Mịch trông như nàng thơ khi để lộ lưng trần trắng mịn. Lê Thu Thi lại mang đến hơi thở của sự thanh lịch và quý phái. Đừng Yên khoe thân hình mảnh mai trong chiếc váy hai dây hở lưng. Còn đây là tấm lưng trần của Dương Tử. Lưng trần của Lý Thấm và Cổ Lực Na Chát cũng đẹp xuất sắc. Theo bạn thì mỹ nhân nào sở hữu tấm lưng trần xuất sắc nhất? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Tốt Sau Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.